Các bạn ơi, các bạn có biết là gần như hầu hết tiền trên thế giới này lại chỉ nằm trong tay 10% dân số thôi không? Đúng vậy, chỉ một phần nhỏ của dân số thế giới đang nắm giữ phần lớn tài sản. Điều này không chỉ là một con số thống kê khô khan mà nó còn phản ánh một thực tế đáng lo ngại về sự bất bình đẳng trong xã hội. Nghe thật bất ngờ phải không nào? Nhưng đó là sự thật mà chúng ta phải đối mặt. Sự chênh lệch này không chỉ tồn tại ở các quốc gia phát triển mà còn hiện hữu rõ ràng ở các nước đang phát triển. Cuốn sách Cha giàu cha nghèo của ông Robert Kiyosaki có nói về điều này đấy. Trong cuốn sách, Kiyosaki giải thích rằng sự khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo không phải là số tiền họ kiếm được, mà là cách họ quản lý và đầu tư số tiền đó. Nó cho thấy rõ ràng là sự giàu nghèo đang hiện hữu rất rõ ràng trong xã hội. Những khu phố giàu có với những cái ngôi nhà sang trọng, xe hơi đắt tiền và cuộc sống xa hoa đối lập hoàn toàn với những khu vực nghèo khó, nơi mà người dân phải vật lộn từng ngày để kiếm sống. Vậy tại sao lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy? Tại sao một số người lại có thể tích lũy được khối tài sản khổng lồ trong khi những người khác lại phải sống trong cảnh nghèo khó? À, câu trả lời nằm ở kiến thức về tài chính đấy các bạn ạ. Kiến thức về tài chính không chỉ là việc biết cách kiếm tiền, mà còn là việc biết cách quản lý, đầu tư và bảo vệ số tiền đó. Những người giàu có không phải lúc nào họ cũng thông minh hơn đâu, mà là do họ hiểu rõ hơn về cách làm cho tiền đẻ ra tiền. Họ biết cách tận dụng các cơ hội đầu tư, biết cách quản lý rủi ro và luôn tìm kiếm những cách mới để gia tăng tài sản của mình. Mà là do họ hiểu rõ hơn về cách làm cho tiền đẻ ra tiền. Họ không chỉ dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất, mà còn biết cách đa dạng hóa các nguồn thu nhập của mình thông qua các khoản đầu tư khác nhau như chứng khoán, bất động sản và các doanh nghiệp. Họ biết cách quản lý tiền bạc của mình, không để tiền nằm yên một chỗ mà luôn tìm cách để nó sinh lợi. Họ hiểu rằng tiền bạc không chỉ là công cụ để tiêu xài, mà còn là công cụ để tạo ra thêm nhiều tiền hơn. Đầu tư một cách thông minh, họ không đầu tư một cách mù quáng, mà luôn nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Họ biết cách phân tích thị trường, đánh giá rủi ro và luôn có kế hoạch dự phòng, và tạo ra thu nhập mà không phải làm việc vất vả. Họ biết cách tạo ra thu nhập thụ động, tức là thu nhập mà họ không cần phải làm việc hàng ngày để kiếm được. Điều này giúp họ có thể dành thời gian cho những việc quan trọng khác trong cuộc sống. Trong khi đó, nhiều người khác vẫn đang loay hoay với việc làm sao để kiếm được tiền mà không hề nghĩ đến việc làm cho số tiền đó sinh sôi nảy nở thêm. Họ chỉ biết làm việc chăm chỉ nhưng không biết cách để tiền làm việc cho mình, mà không hề nghĩ đến việc làm cho số tiền đó sinh sôi nảy nở thêm. Họ không biết cách đầu tư, không biết cách quản lý rủi ro và thường bỏ lỡ những cơ hội đầu tư tốt. Chính sự thiếu hụt kiến thức về tài chính đã tạo ra khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Khi mà người giàu ngày càng giàu hơn nhờ vào kiến thức và kỹ năng tài chính của họ, thì người nghèo lại ngày càng nghèo hơn vì thiếu đi những kiến thức cơ bản này. Vậy làm thế nào để thu hẹp khoảng cách này? Làm thế nào để mọi người đều có cơ hội tiếp cận với kiến thức tài chính và có thể cải thiện cuộc sống của mình? Hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ khám phá những cách thức và chiến lược để nâng cao kiến thức tài chính, từ đó giúp mọi người có thể quản lý và đầu tư tiền bạc một cách hiệu quả hơn. Kiến thức về tài chính chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa tự do về tài chính. Nó không chỉ là việc hiểu về tiền bạc mà còn là việc biết cách sử dụng nó một cách thông minh và hiệu quả. Nó không chỉ giúp bạn quản lý chi tiêu cho hiệu quả mà còn giúp bạn tạo ra nguồn thu nhập ổn định nữa đấy. Khi bạn có kiến thức về tài chính, bạn sẽ biết cách lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư một cách hợp lý. Thực tế là rất nhiều người rơi vào cảnh nợ nần và gặp khó khăn về tài chính chỉ vì họ thiếu những kiến thức cơ bản về tiền bạc. Họ không biết cách kiểm soát chi tiêu, không biết cách tiết kiệm và đầu tư, dẫn đến việc họ luôn sống trong tình trạng căng thẳng về tài chính. Họ không biết cách lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm tiền hiệu quả hay là đầu tư một cách an toàn. Việc lập kế hoạch chi tiêu giúp bạn biết rõ mình đang tiêu tiền vào đâu, từ đó có thể điều chỉnh để tiết kiệm hơn. Tiết kiệm tiền không chỉ là việc để dành mà còn là việc biết cách đầu tư để tiền sinh lợi. Kiến thức tài chính sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường tài chính, cách đánh giá rủi ro và lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp. Thị trường tài chính có thể rất phức tạp, nhưng khi bạn hiểu rõ về nó, bạn sẽ biết cách tận dụng những cơ hội đầu tư để gia tăng tài sản của mình. Nó cũng giúp bạn nhận ra được những cơ hội đầu tư tiềm năng và tránh được những cái bẫy tài chính nữa đấy. Những cái bẫy tài chính có thể là những khoản đầu tư rủi ro cao, những khoản vay với lãi suất cao hoặc những chiêu trò lừa đảo tài chính. Khi bạn có kiến thức, bạn sẽ biết cách nhận diện và tránh xa những rủi ro này.
việc học hỏi về tài chính cá nhân là một quá trình liên tục. Bạn không thể học hết mọi thứ trong một ngày, mà cần phải liên tục cập nhật và nâng cao kiến thức của mình. Thế giới tài chính luôn thay đổi, và bạn cần phải luôn sẵn sàng để thích nghi với những thay đổi đó. Bạn có thể bắt đầu bằng cách đọc sách, tham gia các lớp học hoặc tìm hiểu thông tin từ những nguồn đáng tin cậy. Có rất nhiều tài liệu và khóa học về tài chính cá nhân mà bạn có thể tham khảo. Hãy bắt đầu từ những kiến thức cơ bản và dần dần nâng cao trình độ của mình. Đừng ngại hỏi ý kiến từ những người có kinh nghiệm hoặc tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia tài chính. Hãy nhớ rằng, kiến thức là sức mạnh, và khi bạn có kiến thức về tài chính, bạn sẽ có thể kiểm soát cuộc sống của mình một cách tốt hơn. Đặt ra những mục tiêu tài chính cụ thể cũng là một phần quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân. Khi bạn có mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ có động lực để tiết kiệm và đầu tư. Hãy viết ra những mục tiêu của bạn, từ ngắn hạn đến dài hạn, và lập kế hoạch để đạt được chúng. Điều này sẽ giúp bạn có một hướng đi rõ ràng và không bị lạc lối trong quá trình quản lý tài chính. Cuối cùng, hãy nhớ rằng mục tiêu của việc quản lý tài chính không chỉ là để có nhiều tiền hơn, mà là để có một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái hơn. Khi bạn có tài chính ổn định, bạn sẽ có thể tận hưởng cuộc sống mà không phải lo lắng về tiền bạc. Bạn sẽ có thể dành thời gian cho gia đình, theo đuổi những sở thích và ước mơ của mình. Hãy bắt đầu hành trình học hỏi về tài chính ngay hôm nay, và bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thay đổi theo hướng tích cực hơn. Nỗi nan và thiếu hiểu biết về đầu tư là hai vấn đề tài chính rất phổ biến khiến nhiều người bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của cái nghèo. Nợ nần, nhất là nợ xấu, có thể nhanh chóng ăn mòn thu nhập của bạn. Lãi suất cao và phí phạt khi trả chậm sẽ khiến bạn ngày càng lún sâu vào nợ nần. Thiếu hiểu biết về đầu tư cũng nguy hiểm không kém. Việc đầu tư một cách mù quáng, thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể khiến bạn mất trắng đầy. Để tránh những cái bẫy này, bạn cần nâng cao nhận thức về quản lý nợ, sử dụng thẻ tín dụng một cách thông minh và lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân. Bài học từ cha giàu cha nghèo, tài sản và tiêu sản. Trong cuốn sách nổi tiếng Rich Dad Poor Dad của Robert Kiyosaki, một trong những bài học quan trọng nhất mà ông muốn truyền đạt là sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản. Đây là một khái niệm cơ bản nhưng lại rất quan trọng trong việc quản lý tài chính cá nhân. Một trong những bài học quý giá nhất từ cha giàu cha nghèo là phân biệt giữa tài sản và tiêu sản. Tài sản là những thứ mang lại thu nhập cho bạn, trong khi tiêu sản là những thứ tiêu tốn tiền của bạn. Hiểu rõ sự khác biệt này sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định tài chính thông minh hơn. Đây là nền tảng cho mỗi quyết định tài chính thông minh. Khi bạn hiểu rõ tài sản và tiêu sản, bạn sẽ biết cách đầu tư và chi tiêu một cách hợp lý. Điều này không chỉ giúp bạn tăng thu nhập, mà còn giúp bạn tránh được những rủi ro tài chính không cần thiết. Tài sản là những thứ mang tiền về cho bạn, ví dụ như nhà cho thuê, cổ phiếu, trái phiếu hay công ty. Những tài sản này không chỉ giúp bạn có thêm nguồn thu nhập, mà còn giúp bạn gia tăng giá trị tài sản của mình theo thời gian. Cổ phiếu là một trong những tài sản phổ biến nhất mà nhiều người đầu tư vào. Khi bạn sở hữu cổ phiếu, bạn trở thành một phần của công ty và có quyền nhận cổ tức từ lợi nhuận của công ty đó. Trái phiếu cũng là một loại tài sản, nhưng thay vì sở hữu một phần của công ty, bạn cho công ty hoặc chính phủ vay tiền và nhận lãi suất. Ngược lại, tiêu sản lại ngon tiền của bạn hàng tháng, chẳng hạn như xe hơi, điện thoại đắt tiền hay những món đồ xa xỉ không thực sự cần thiết. Những thứ này không mang lại thu nhập cho bạn, mà chỉ làm tăng chi phí hàng tháng của bạn. Những món đồ xa xỉ như đồng hồ, đắt tiền, trang sức hay quần áo hàng hiệu có thể làm bạn cảm thấy hài lòng trong ngắn hạn, nhưng chúng không giúp bạn gia tăng giá trị tài sản của mình. Thay vào đó, chúng chỉ làm giảm số tiền bạn có thể đầu tư vào những tài sản sinh lợi. Người giàu thường tập trung xây dựng tài sản, trong khi người nghèo lại vô tình tạo ra thêm nhiều tiêu sản. Họ hiểu rằng để trở nên giàu có, họ cần phải đầu tư vào những thứ mang lại thu nhập và giá trị lâu dài. Họ mua sắm theo cảm xúc, chạy theo một và bị cuốn vào vòng xoáy tiêu tiền để thể hiện bản thân. Điều này không chỉ làm giảm khả năng tiết kiệm và đầu tư của họ, mà còn làm tăng nguy cơ rơi vào nợ nần. Bài học rút ra là hãy tập trung mua sắm những thứ mang lại giá trị thực sự và đầu tư vào những tài sản có khả năng sinh lợi. Điều này không chỉ giúp bạn tăng thu nhập, mà còn giúp bạn xây dựng một tương lai tài chính vững chắc. Hãy nhớ rằng, mỗi quyết định tài chính bạn đưa ra hôm nay sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn trong tương lai. Vì vậy, hãy luôn cân nhắc kỹ lưỡng và đầu tư vào những thứ mang lại giá trị lâu dài.
tư duy làm chủ, bí mật của sự thịnh vượng. Cha giàu cha nghèo không chỉ dạy về kiến thức tài chính, mà còn truyền cảm hứng về tư duy làm chủ. Đây mới chính là bí mật tạo nên sự khác biệt lớn nhất. Người làm chủ không ngại khó khăn, họ luôn tìm kiếm cơ hội kinh doanh và sẵn sàng hành động để biến ước mơ thành hiện thực. Họ không ngại thất bại, vì với họ, thất bại chỉ là bài học để tiến gần hơn đến thành công. Trong khi đó, người làm công thường có xu hướng tránh né rủi ro, họ chọn lối sống an toàn và ổn định. Họ e ngại thay đổi và thường bỏ lỡ những cơ hội đột phá. Hãy nuôi dưỡng tư duy làm chủ, dám nghĩ, dám làm và không ngừng nâng cao khả năng của bản thân. Đó mới chính là con đường dẫn đến sự thịnh vượng bền vững. Hành trình tài chính, kiến thức là sức mạnh. Hành trình tài chính của mọi người là khác nhau, nhưng có một điểm chung là kiến thức luôn là vũ khí mạnh nhất. Nó giúp bạn vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội và đạt được mục tiêu tài chính của bản thân. Hãy bắt đầu bằng việc trau dồi kiến thức cơ bản về quản lý tài chính cá nhân, từ việc lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm, quản lý nợ đến đầu tư thông minh. Đừng ngại học hỏi từ những người thành công, tham gia các khóa học, đọc sách và áp dụng vào thực tế. Hãy nhớ rằng, kiến thức chỉ thực sự có giá trị khi được áp dụng vào thực tiễn. Hãy chia sẻ và cùng nhau học hỏi. Bạn có đồng ý rằng kiến thức tài chính là chìa khóa cho sự giàu có? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn và những bài học tài chính đáng giá mà bạn đã rút ra được. Hãy lan tỏa thông điệp này đến với bạn bè và người thân để cùng nhau xây dựng một cộng đồng vững mạnh về tài chính.